Ê anh ơi, em đố anh này nha. Phụ nữ thích gầm cái gì của đàn ông? Ai mà. Ê đừng có nói là nghe cái vợ tóc gái này nghe. Đi không? Buông ra cái nghĩa bậy, buông ra cái nghĩa bậy hả? Vậy chứ thích cầm cái gì? Thích nhất là cầm xài tiền của đàn ông. Mà tôi tưởng cầm cái ấy. Chỗ ngồi đi hả? Hột vịt lộn con có lông bự chà bá, hột vịt giữa thối hình thối quắc, ai mua bán không mua thôi. Đem về ăn đi. Sao chứ gì quỷ vậy? Quỷ không à, ngủ không được gì hết trơn hết rồi. Ôi đất ơi, ông hái gì dữ vậy? Tôi nghe thằng Đông nó chỉ là hái rau ngổ này ăn tốt cho sức khỏe. Là tăng cường sinh lý nữa. Khỏi sử dụng thuốc gì cho nó mất công. Ăn gì nó sạch nữa. Ba ơi là ba. Miễn tăng cường á sinh lực thì ba hái gì? Một nắm vậy thôi. Ba hái một đống rồi ai chịu cho nổi? Ai chịu cho nổi? Thì một nắm vậy là ăn hiệp. Tối nay chắc người ngủ rồi đó. Một bó thì nhiều hiệp.